Dấu hiệu của một người đã thích bạn. Điều số 1, họ lắng nghe những gì bạn nói và ghi nhớ nó từng chi tiết một. Thậm chí có thể là những thứ mà bạn nói xong rồi bạn quên, nhưng mà người ta lại là cái người nhớ giùm bạn luôn. Thì thật sự những người để ý đến lời nói của bạn, để ý đến cảm xúc, để ý đến những gì mà bạn đã nói ra, thật sự là họ phải để ý đến bạn, họ để tâm đến bạn rất rất nhiều, người ta mới làm được cái điều đó. Điều số 2, đó chính là bạn làm gì họ cũng sẽ hưởng ứng theo. Hưởng ứng theo giống như là bạn nói gì thì họ cũng cười, thậm chí là những cái trò đùa của bạn nó cũng rất là nhạt nhẽo nhưng mà người ta cũng sẽ cười cho bằng được ấy, bằng một cách nào đó. Hoặc là bạn nói cái gì người ta cũng sẽ kiểu sao bạn muốn cái gì đó, hoặc là người ta sẽ luôn phản ứng lại với những câu nói, những lời nói, hoặc thậm chí có thể là những sự nhờ vả của bạn nữa. Hoặc cũng có thể là nhiều khi bạn không có trực tiếp nhờ người ta giúp mà người ta vẫn sẵn sàng phản ứng lại và giúp đỡ bạn và hỗ trợ cho bạn nếu như mà người ta thấy bạn cần. Điều số 3, đó chính là hay khen bạn. Khen bạn là trời ơi sao giờ này xinh dạ, hoặc là nói chung là khen không phải theo cái kiểu xã giao nha. Bạn có cảm giác như là cái người này họ rất là để ý đến từng chi tiết của mình có từng những cái sự thay đổi gì là người ta hoàn toàn có thể biết được, và người ta khen nó là tại sao nhìn dễ thương vậy, hoặc là và người ta cảm thấy thích thú với lại những thứ của riêng bạn. Cái việc mà khen xã giao với cái việc mà khen những gì của riêng bạn nó rất là khác nhau nha. Mình nghĩ là bạn tinh ý, bạn có thể theo dõi được bằng mắt thường. Điều số 4, đây là dấu hiệu khá là rõ, đó chính là bạn bè của họ cũng biết bạn. Với cái trường hợp này á, là có thể ngay từ ban đầu lúc trước khi mà bạn biết cái người này hoặc là bạn biết đối tượng của mình thì bạn bè của họ cũng không biết bạn là ai, nhưng mà sau một khoảng thời gian bạn biết cái người đó thì bạn bè của họ cũng tự động mà biết về bạn luôn. Thì khả năng rất cao là họ đã kể về bạn với những người bạn của mình, nhắc nhiều về người còn lại trước mặt những người bạn của họ. Thì thực sự họ phải để đối phương ở trong đầu rất là nhiều và thường rất là thường xuyên suy nghĩ đến đối phương, hoặc thậm chí có thể là họ tâm sự với những người bạn của họ là tôi thích cái bạn này nè, hoặc là thích cái bạn nữ này nè, hoặc là tôi thích cái bạn nam này nè,